Cái dây báo tiền một cái à? Dây bạc ấy. Ừ. Dây nó tùy trọng lượng anh ạ. Tùy trọng lượng à? Vâng, anh chọn cái nào em cân cho. Thì bao nhiêu? Để lấy đeo mặt này. Cứ kiểu lấy cây lại bé thôi, bởi vì mình lấy về nó cho cơ hội nó béo cây. To quá nó không vào siêu thiên cái Phật Di Lạc ấy. Cái loại này bao tiền này? Cái Phật anh đang đeo cái gì? Ừ. Cái đấy anh về anh móc vào cái móc của nó ở đây này. À, được. Cái đấy của anh mua nó vẫn là sắt, bây giờ anh phải đổi sang móc bạc để nó mới đẹp. Thế nó có phải bạc không à? Chuẩn bạc luôn anh. Nhà em bán hàng chuẩn luôn chứ không có hàng si. Em có cửa hàng bán đầy đủ luôn. Em đi bán thêm ở chỗ thôi. Là 1.183.000. 1 triệu à? Ờ, 1.183.000. Cái này là sau này anh bán bất cứ cửa hàng vàng bạc nào cũng được. Ở đây đủ hết luôn, hàng này không sợ, anh thích bán ở đâu cũng được. Cái tổ mua này thời điểm này bạc vẫn còn đắt nhỉ? Bạc vẫn còn đắt nhỉ? Bạc bây giờ cao, vàng nó lên gần 80 rồi, bạc nó phải lên theo chứ. Ừ. Rẻ thì chỉ có hàng si thôi, còn cái này nó là đạt chuẩn thì không cần tâm được theo, bán theo đúng giá cửa hàng. Hàng chuẩn mà rẻ là không có. Đang tấy thì người ta chỉ mình lấy người ta em bây giờ lên cao ấy, nên là có thể là em mới cầm vào thôi chứ mang đi là em không mang. Rồi để xem có gì tí nữa mình đấy. Đây mình được kiểu ở cái mình chuyển khoản được.
bên chỉ lấy trên một tay anh này bên nhất phí chắc là trước chết thì là này đi chết không có phải chúa còn bán đâu năm năm chưa cờ lại nhân lây nọ nhân lây cho họ lây á nhân lây cho họ bơm bơm Thank you.
Thank you.